Tối nay đang làm spaghetti nha bà con. Mì ý đây, nguyên một chảo đây. Hello, chào cả nhà. Hôm nay Lan chuẩn bị làm pasta nha bà con. Làm mì ý. Thì bây giờ Lan xin giới thiệu sơ nha. Cái này là sunrise tomato, làm cà Lan đem đi phơi nắng á. Cái bà bạn Lan có cho nhiều quá, Lan đem phơi nắng. Gãi muối lên rồi mình phơi nắng nha. Mình làm cà nè, cà phơi khô quá bà con. Trong này nó hơi mặn mặn. Rồi sau đó Lan đập tỏi dập dập, Lan khử, Lan để vô chung với dầu. Cái lúc nó nguội rồi á, dầu đồ làm nguội rồi Lan để vô. Rồi còn cái này là cà tomat, cũng của bà bạn người Ý ở gần nhà Lan bá cho nha. Bà làm ngon lắm, bà cho bà gia. Rồi ở đây thì Lan có thịt xay, củ hành, hành lá. Thường thường ta không ăn hành lá mà tại mình thích để nha bà con, quế. Củ hành Lan sắc sợi, trái cà. Đặc biệt là làm chung với hải sản. Còn mì Ý thì Lan thích ăn loại mì này. Bữa nay làm hải sản thịt chung với hải sản nha bà con. Hồi mời cả nhà vào bếp với Lan. Mời cả nhà. Rồi Lan bắt nước sôi, Lan để mì vô Lan trụng nha. Mì Ý cái này nó có nhiều loại nha bà con. Có loại cộng bự, cộng nhỏ nữa nha. Mình ăn thì tùy theo sở thích gia đình mình đi nha. Rồi Lan để một chút xíu muối vô. Nhặn nó xuống nha. Rồi bây giờ này luộc chắc khoảng ít gì cũng có 10 phút trở lên đó bà con ơi, nó mới chín nha. Thường thường Lan luộc ba mì đồ là Lan ưa ăn thử lắm nha bà con, tại nhầm khi đồ lâu còn đồ mới đồ nó khác, nên mình tốt nhất là ăn thử. Rồi giờ Lan để đây luộc đi nha. Rồi Lan bắt chảo lên rồi Lan để dầu ăn vô nha. Lan để củ hành vô Lan thử. Mình xào cho nó khô một chút đi nha. Mình để thịt vô. Thì mình ốp mình giò viên nha bà con. Con ăn giò viên thì thôi đó, để cục cục lên gì cũng được nha. Củ hành vô Lan xào trước cho nó thơm nha. Chút xíu mình xào chung với hải sản. Rồi Lan để hải sản vô bên này Lan xào thêm nha. Chút xíu bột tỏi vô. Rồi bây giờ Lan xào hải sản lên nha. Đó, xào cho nó đều lên. Bây giờ Lan xào trộn thịt luôn. Một bên xào hải sản, bên xào thịt. Đó, mình trộn lên. Rồi bây giờ Lan để cà với để hành phủ vô thêm nha. Này cà dập làm nó hú rồi. Củ hành nó nhảy lắm, khói chút xíu là nó hú rồi. Này Lan xào sơ lắm tới. Rồi Lan để cái sunrise tomato vô luôn nha bà con. Em lấy lên để vô nguyên miếng luôn. Tỏi sắc bà. Trong này nó có tỏi. Cái này ở nhà cái bà bạn học Lan người Tàu, bà cho cà nhiều quá cái Lan làm đó. Không có gì hết bà con, mình chẻ nó ra rồi Lan đi phơi, để miếng muối lên rồi đi phơi nắng vậy thôi. Nhằm miếng bự quá mình hớt ra đi nha. Tại nó dầu không mà nên nái Lan không cầm lên hết. Xào hết. Bây giờ Lan nêm nếm vô nha. Thì Lan để chút xíu muối. Một chút xíu đường. Lan không có dùng bột ngọt nha, Lan để hạt niêm nha, hạt niêm này hạt niêm rau cải nha bà con, hạt niêm chay. Lan để khoảng 2 muỗng.
Rồi bây giờ Lan xào lên cho nó thấm gia vị nha. Rồi bây giờ nó thấm gia vị lên nha. Lan đi lấy cà tomat Lan bỏ vô nha. Cà của bà bạn bà cho. Để Lan đi lấy. Cái cà này là bà con của mấy người Ý, người ta trồng cà nhiều lắm rồi, cái ta tự người ta làm tomato để dành ta ăn nha. Bà cho Lan ba ve, bây giờ Lan để vô cho mà dặn trả ve lại. Với sẵn ở đây Lan chỉ Lan chia sẻ nha, chia sẻ ví dụ như cái nắp này nó cứng quá đó bà con, mà mình đừng có gõ nó hư cái nắp, thì Lan bỏ cái cọng dây thun vô, Lan để nó sát lên trên vậy nè, mình đẩy cọng thun sát lên trên thì dặn ngang cái là nó ra nha, rất là dễ nha. Này của chú Hùng quen không chỉ Lan này. Rồi giờ Lan bỏ vô, thấy vậy chứ cái gì cũng có cái mẻo hết á. Bảo làm ở nhà ngon, mai cồn nó ngon lắm. Ngay giờ ngon lắm. Wow. Bây giờ phải rửa cái ve cắt lại cho người ta. Lan rửa cái ve bằng nước ấm ấm, Lan bỏ vô nữa nha. Xíu nước cho nó sạch cái ve, để nó còn cà không sẵn. Tối nay ăn pasta. Bây giờ mình nêm thử nó sao nha. Vừa ăn là bà con ơi, ngon lắm rồi. Vừa ăn rồi. Rồi bây giờ được rồi, Lan tắt lửa nha. Cái này là muốn ăn hành lá bỏ vô thêm, không ăn thì thôi khỏi để không sao nha bà con. Rồi Lan đã làm xong cái nồi super candy nha, mì Ý nha bà con. Đó, giờ để cộng muối lên, mì Ý với thịt heo với hải sản. Pasta Lan làm chung với mì Ý, Lan nấu chung với hải sản nha, thịt heo spaghetti ăn chung với hải sản thịt heo. Rồi ăn thử coi, thử coi cái này nó chín chưa. Can you eat? Nào, thử coi, can you try? Nắc một chút coi, nắc một chút anh thử. Được chưa? Được rồi bà con ơi. Lan tắt lửa lấy ra nha. Rồi bây giờ được rồi, ăn cháu nội ăn được rồi, Lan ăn cũng được rồi. Giờ tắt lửa đổ nó ra. Rồi tối nay có một chảo pasta nha bà con. Đó, mời cả nhà nha. Đây nữa nè. Mì ý. Thịt lên. Để mơ bữa nào mà đem mấy cái ve đi trả cho bà Nancy. Hải sản, đồ biển. Xong rồi, đây bà để lên cọng quế nữa nha. Để lên cọng quế. Rồi xong. Đó. Có một chi đây, rồi để chi lên trên. Ôi, ôi. Rồi ai muốn mập nhiều mập ít thì để nha bà con. Muốn mập nhiều thì để nhiều, mập ít thì để chút xíu. Để hỏi bít đồ biển đã hết đây. Rồi Lan mời cả nhà ăn pasta với Lan nha. Rồi cả nhà ăn mì Ý. Rồi Lan mời cả nhà. Rồi Lan mời cả nhà ăn mì Ý nha. Cái này không có đợi anh Liêm rồi, tự ăn lên đi bà con. Ăn trước đi. Không có đợi Mr. Liêm rồi. Rồi lâu quá không uống rượu nha. Hôm nay mấy rượu ở nhà ế rồi bà con. Nó bệnh mấy hôm nay các phần 10 ngày rồi. Bữa nay uống cho mày hết cảm luôn. 2 tuần rồi chứ, bữa chủ nhật đi với hội làm cơm bì tới nay đó. Nó còn ho hơi, bữa nay uống cho mẹ hết bệnh luôn. Mời cả nhà. Wow. Ăn cô gà ơi. Ăn cô gà ơi. Trước đi. Trước đi. Nội ăn trước đi. Quấn 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 lại ăn. Mỹ Ý, Mỹ Ý, mời cả nhà. Wow. Cái
cà của bà làm ngọt ngay à, mình chịu em. Bà làm cà ngon quá à. Ôi ơi, mấy người Ý người ta khéo lắm. Cái này tại cái món chánh đúng của người ta mà. Ngon nha. Rồi cái này dư rồi, bỏ qua bên đi. Mày còn loại gà về gặp này phái à. Mới ăn hết dĩa nào làm dĩa hùm hổ vậy, mới đói bụng quá làm dĩa bự vậy. Ngon bà con. Khen ơn ăn khen ơn. Hồi cho cháu nội lần ăn nó kè, nó chê khen nói liền à. Biết chê biết khen á. Hồi làm mời cả nhà. Ê, lấy cho bà nội xin cái chén cho em ơi, với cái kéo cái chén của em á. Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin một cái thúc phim ngon lắm bà con. Thấy cái cà của cái bà bạn gần nhà Lan mới làm, mới cho bà Nancy mới cho nè. Ngon thiệt, ngọt cà của bà làm ngọt, nó không có chua không gì hết. Ngọt ngon lắm. Thôi Lan xin chào cả nhà nha, hẹn bà con lại clip sau. Lan thành thật cảm ơn bà con suốt thời gian qua đã bỏ thời giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.